Hôm nay, ngày 27 tháng 9 là ngày du lịch thế giới. Khi quyết định đặt chân đến một vùng đất nào đó để trải nghiệm và khám phá, thì chắc hẳn chúng ta sẽ phải cân nhắc dựa trên nhiều yếu tố, trong đó phải kể đến dịch vụ ăn uống. Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, yếu tố ẩm thực góp phần tạo nên chất lượng và thương hiệu du lịch nhằm thu hút khách hàng, cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh giữa các điểm du lịch. Và dựa trên nền tảng đó thì nhiều câu lạc bộ và hội ẩm thực đã được thành lập với mong muốn là quảng bá nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của từng vùng miền, đặc biệt là kích cầu du lịch. Và tại thành phố Cần Thơ mới đây cũng đã diễn ra buổi lễ ra mắt Hội ẩm thực Cần Thơ với nhiều hoạt động thú vị hướng đến tôn vinh đặc sản miệt vườn. Buổi ra mắt đã thu hút hơn 100 lượt khách đến tham dự. Họ đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, nhưng tất cả đều có chung tình yêu dành cho ẩm thực đồng quê. Nhất là đối với những món mỗi khi vào mùa con nước tràn đồng. Cô rất là vui khi mà đến một cái lễ hội mà ra mắt Hội ẩm thực Cần Thơ với một cái chủ đề mà cô nghĩ là rất là thú vị. Những mùa bông là những mùa ngon. Đó là một cái bước tiến, thời là nâng tầm nó lên, tôn vinh nó để giới thiệu cho khách du lịch. Xu hướng du lịch hiện nay, ngoài nhu cầu được thưởng thức các món ăn ngon, nhiều du khách cũng khá hứng thú khi nghe từng câu chuyện được kể đằng sau nó. Chính vì thế, địa điểm nhấn của buổi lễ là cuộc thi nấu ăn ngon. Ngoài hương vị và cách trang trí bắt mắt, tiêu chí đánh giá cần và đủ còn là những câu chuyện mang dấu ấn. 15 đơn vị tham gia là 15 màu sắc, 15 câu chuyện được truyền tải. Và cô gái nhỏ mang tình yêu lớn với ẩm thực này là một trong số đó. Hôm nay mình mang đến là món gỏi cá lóc đồng bông me. Thật ra thì nó bắt nguồn từ cái ký ức tuổi thơ mà mình chỉ cần sử dụng những cái thực phẩm đơn giản ở địa phương, ở quê hương mình thôi. Nó đơn giản giống như là cái hoa me, cái con cá lóc đồng vậy đó. Nhưng mà nó sẽ được trình bày trên cái mâm của khách quốc tế. Trong chương trình tôi cũng có một cái điểm nhấn rất là sẽ liên kết từ cái nơi sản xuất cho đến bàn ăn. Có thể cái cọng rau ở đó trồng, con cá ở đó nuôi, liên kết đến đầu bếp thì ra tới cái sản phẩm là bàn ăn cho khách. Tức là một cái chuỗi được kiểm soát, an toàn, vệ sinh là chất lượng. Nhiệm vụ của tôi nhất là phải làm sao cái nền ẩm thực càng ngày phong phú hơn. Chúng tôi phấn đấu để mà cộng đồng hiểu rằng cái vai trò của người đầu bếp. Hội ẩm thực Cần Thơ được thành lập với khoảng 60 thành viên. Sự kiện này cũng đã từng bước tạo dấu ấn riêng biệt cho ẩm thực miền Tây, góp phần quảng bá những hình ảnh đặc sắc về du lịch của vùng đất chính rồng đến với du khách trong và ngoài nước.